thì rất giống cù ông, lưng còng còng thì rất giống cù ông. Khi ngồi học thì mắt phải làm sao, nhìn vừa phải không nhìn xa, cố không nhìn gần thì mắt sẽ cần nha, khi cần thì nhìn rất giống cù bà. Một ngày mới chăm học qua, không chuyện riêng mỗi khi cô dạy lớp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.